Video hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thức sử dụng cái máy lọc nước ion kiềm dầu Hiro Geyser Ecota 9. Thì đây là một chiếc máy lọc nước ion kiềm dầu Hiro Ecota 9 chuẩn theo công nghệ của Nhật Bản, đã được lắp đặt hoàn chỉnh. Máy lọc nước Ecota 9 cũng được thiết kế rất nhiều những cái tính năng an toàn, tại vì như chúng ta đã biết được là chúng ta chỉ uống được cái pH chế độ là pu ion 1, ion 2, ion 3 thôi, còn cái chế độ axit này là không được uống. Chính vì như vậy là nó có thể có những cái rủi ro là uống nhầm, ví dụ như là người già và trẻ nhỏ. Đối với lại cái thiết kế của máy đã tính đến cái việc là làm sao để giảm thiểu quá trình này bằng cách là ví dụ như người mẹ vừa lấy axit, chế độ axit ra để rửa mặt, ví dụ như chúng ta đang lấy chế độ axit ra rửa mặt đúng không ạ? Đó. Sau đó thì là khóa phim lại, sau đó thì là lấy xong thì đóng vòi lại. Ok. Các bạn sẽ thấy điều gì xảy ra? Đó, nó tự động chuyển về cái chế độ ion 3, cũng là chế độ mà uống được gần nhất mà chúng ta vừa lựa chọn. Thế ví dụ như người con ra lấy mở thì như vậy là nước sẽ lấy từ ion 3, nên điều này là rất là an toàn. Đó, có nghĩa là nó tự động trở về chế độ uống được gần nhất. Đó. Tiếp theo nữa là một cái tính năng an toàn rất đặc biệt được thiết kế riêng bởi Ecota 9 mà những máy ion kiềm khác không có, đó chính là chế độ khóa, chức năng khóa phím của những cái chế độ không uống, ví dụ như là chế độ axit này. Vậy thì cách thức để khóa phím như thế nào? Cách thức rất đơn giản, chúng ta sẽ bấm vào menu. Khi có chữ save thì chúng ta ấn ion 1. Đó, như này thì nó sẽ ở trạng thái là đã khóa. Đó, chúng ta không thể chọn được axit 1, chúng ta chỉ có thể chọn được pu này, ion 1 này, ion 2 này, ion 3 này. Đó, thế thôi, chúng ta không chọn được axit, như vậy là rõ ràng là nó sẽ khóa và đảm bảo cái an toàn tuyệt đối. Và khi mở khóa thì như thế nào? Rất đơn giản, chúng ta lại làm lại. Chúng ta bấm vào để nó hiển thị chữ save, sau đó chúng ta ấn ion 2. Đó, như vậy là đã mở khóa. Đó, chúng ta lại mở ấn được cái chế độ này. Tiếp theo nữa, một cái tính năng quan trọng nữa là tính năng bảo trì sâu điện cực, thì đấy là có chế độ gọi là rửa cưỡng bức. Ecota 9 được thiết kế chế độ rửa cưỡng bức bằng tay, bằng cách rất đơn giản, chúng ta sẽ sử dụng phím chức năng menu, sau đó khi nào nó hiển thị clean chúng ta bấm pu. Đó, khi bấm pu như vậy thì tất cả đèn sẽ sáng lên và chúng ta mở vòi ra để đảm bảo cho cái việc là rửa. Thì thông thường chúng ta sẽ rửa tầm khoảng 2 đến 3 phút. Đó, rửa khoảng 2 đến 3 phút, chúng ta định kỳ làm khoảng 1 tháng một lần thì sẽ giúp cho đảm bảo cái tuổi thọ điện cực cũng như là cái chỉ số đầu ra, nó giống như là cái quá trình rửa sâu điện cực của những cái máy ion kiềm. Tất cả các chế độ này khi rửa điện cực này thì nó, các bạn cũng thấy là nó bíp liên tục và không được uống. Khi chúng ta rửa xong rồi, chúng ta chỉ cần đơn giản chúng ta khóa phím lại là xong. Và khi khóa phím như này thì chúng ta cũng thấy luôn là nó sẽ trở lại cái chế độ ion 3 là chế độ uống được gần nhất. Thì trên đây là tất cả những cái phần mà tôi hướng dẫn về vận hành thực tế chiếc máy lọc nước ion kiềm dầu Hiro Geyser Ecota 9 với những tính năng rất quan trọng: bảo vệ an toàn, tự động trở về chế độ nước uống gần nhất, khóa phím, rửa bảo trì điện cực. Ngoài ra thì các bạn lưu ý là đối với máy ion kiềm, khi mà chúng ta mở vòi ra thì chúng ta nên uống ngay trong vòng tối đa là 5 phút. Trong trường hợp mà các bạn đi ra ngoài thì các bạn nên trang bị thêm những cái bình kín không xuyên sáng, thì các bạn có thể để trong vòng 24 giờ để đảm bảo những tính năng. Ngoài ra, một lưu ý rất quan trọng là các bạn không nên đun sôi để nguội nước ion kiềm để uống, tại vì khi đun sôi để nguội như vậy nó sẽ làm mất gần như hoàn toàn những cái lợi ích hay những cái tính năng của nước. Và đặc thù của cái máy ion kiềm này là cái máy nấu nước giữ khoáng. Chính vì như vậy, một số cái nguồn nước mà có độ cứng cao thì hiện tượng bám cặn cũng có thể xuất hiện khi chúng ta đi đun sôi để nguội, và đây là hiện tượng rất là bình thường. Nếu mà chúng ta cần xử lý cái hiện tượng này thì chúng ta sẽ có thể sử dụng thêm những cái giải pháp lọc tổng làm mềm nước hay những cái giải pháp lọc làm mềm nước tại khu vực máy. Tuy nhiên thì tôi lưu ý lại, cái hiện tượng nước mà xuất cặn xuất hiện đấy là cái hiện tượng kết tủa canxi, và đấy là hiện tượng hoàn toàn bình thường. Và canxi, magie là những khoáng chất vô cùng thiết yếu với cơ thể của chúng ta. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cái việc hướng dẫn sử dụng vận hành, các bạn có thể tiếp tục đặt câu hỏi bên dưới để chúng tôi có thể làm những video tiếp theo.